Cả nhà, hello. Welcome back một lần nữa. Nhung Phan, Cuộc Sống Mỹ. Cái clip này em làm là vì cây đu đủ của em. Nó success rồi, nó cái cây mà anh em mình còn nhớ em đâm đâm hông không? Nhưng mà đâm rồi đừng có lấy nó ra. Có nhiều người đâm rồi thấy nó không có trái lấy ra, không phải đâu. Đâm rồi cho nó cơ hội, từ từ nó mới bung ra. Rồi cái thân của nó bữa nay bữa lớn rồi nè, tay cầm hết phải hai tay trồng trong chậu. Cái thân của nó rất là mập, rất là bự luôn. Em thấy sau khi đâm nó đó, rồi em ngắt cái đọt của hộp đó, anh em nhớ không? Ai nói cũng ngắt cái đọt là nó chết, nhưng mà sự thật cũng không chết, mà lại nó ra cái mình cần là cái gì, bông với trái. Có một hai cô bác là nói chắc là không có trái tại vì làm trễ rồi. Không phải đâu, mỗi người mỗi cái quan niệm với kinh nghiệm trồng khác nhau hết, không ai giống ai hết. Nhưng mà em làm rồi thì em cũng nói anh em với bà con cô bác mình chỉ tham khảo thôi, đại khái. Nhưng mà cái mà em làm em nói là bữa nay nó có trái rồi, nó có trái hết rồi, trái với hoa, mỗi mắt mỗi trái, mỗi mắt mỗi hoa nha. Cái cây này lớn lắm, cây đu đủ của em này lớn. Mà cái đọt em ngắt còn đây nè, cái giống đọt em ngắt còn đây nè, ở đây nó ra một cái đọt lớn, hai đọt lớn và ba đọt lớn, bốn đọt lớn. Nói hôm nay là ngay chỗ này nó nguyên chùm luôn, thì nó lú ra cái nhánh nào mà sung nhất và mạnh nhất là nó sẽ ra hoa cái trái. Nhưng mà nó đeo lên trên gần đụng cái sprinkler system ở trên của em luôn rồi. Đó là hai cây đu đủ mà đâm xuyên tâm liên đó đó. Tại vì em làm thì không có ai đồng ý hết, nhưng mà em làm em cập nhật để cho quý vị thấy là cái em làm nó còn ở đây, chứ không phải mình chỉ tầm bậy rồi fan hay là người ta chọt rồi nói là mình là không đúng nguyên tắc rồi cây nó chết. Không phải đâu, em làm nó có trái đàng hoàng mà nó sung nữa. Em cho quý vị thấy, nhìn cao lên thấy. Thật sự mà nói thì cây đu đủ trồng không cần thiết phải làm bất cứ cái gì nếu bình thường nó có trái, mà cái cây này nó lo dược không à, nó vượt vượt lên nó không lo trái. Thành thử mình mới can thiệp vô cái hệ sinh thái của nó anh em, chứ bổn phận nó là phải có trái. Ý em nói ở đây là cái cây nào mà khi nào mà nó bị vấn đề không trái hoặc trong hoa đó, là em mới can thiệp vô cái hệ sinh thái, là cái vấn đề sinh học của nó. Còn nếu bình thường như cây bình thường có trái thì tội gì mình đụng chi cho mất công. Đó là qua tới cây bên đây cũng vậy, hai cây mà đó em làm nếp đó anh em. Nói cha nội này tào lao mới ghim được không, ngắt cái đọt nó là nó chết. Em để lần mỗi lần em làm clip là có xe cứu hỏa chạy ngang, em không hiểu tại sao. Nhà em ở gần cặp lộ, sao mỗi lần mà làm clip là cứu hỏa nó hú à, khổ vậy. Và đấy đi quay cái cây này nó ra một lượt hai đọt luôn, hai đọt lớn đó nha. Thì anh em đứng lên trên này thấy nó bông rất là tuyệt vời, nhưng mà theo em nói là nó không vượt quá cái greenhouse của em, tại vì mùa đông sắp tới rồi, nó phải thấp lại chút. Thì em thấy cỡ này vừa rồi, nay mai kéo cái phạt bít nó lại, nhưng mà nó vẫn ở trong, nó vẫn ở trong, nhưng mà vẫn là chậu thường thôi chứ không phải chậu lớn. Đây em trồng chậu rất là nhỏ. Cái bên đây thấy rõ nè, bên đây mình thấy cái đọt, thấy cái hoa của nó với cái đọt rất là tuyệt vời. Cây này cũng vậy anh em, cây này cũng can thiệp vô cái vấn đề hệ sinh thái của nó không chịu trái, nó lo vượt không à. Nhưng mà em làm cho những người ta thích trồng cây thôi, chứ những ai mà fan không có thích trồng cây thì chắc không hiểu em nói làm sao đâu, không hiểu tại vì người ta không để ý tới. Còn những người mà thích trồng trọt đó, về nông đó, mà đặc biệt là nông ở xứ lạnh hoặc xứ lạ của người này, thì nó có sự vất vả mà nó vui, nó rất là vui vui. Thì ngoài cây đu đủ thì em cũng có trồng một vài thứ thôi, đại khái như vậy. Nhưng mà cái update bữa nay là cây cặp đu đủ mà em làm hồi trước đó, em hứa rồi khi mà em chọt lũa rồi em làm các thứ để tạo cho nó ra cái trái đó, là em tiếp tục cập nhật lên cho anh em coi là cái cây nó đã thành công rồi, thành công mỹ mãn.
Gốc cũng gốc bự luôn nha, bằng gốc bên kia luôn á. Chậu cũng nhỏ thôi, bằng gốc bên kia. Chứ không cần lớn đâu. Cỡ này được rồi, nhưng quan trọng là cho trái. Ai có trồng là thấy có trái mới thích. Cái cảm giác của những người trồng khi cây ra hoa cái trái người ta nó đặc biệt, nó lạ lùng lắm. Mấy cái cảm giác này không nói được đâu, mỗi người một cái feeling khác nhau hết, tùy cái cảm nhận của mỗi người, nhưng mà cái cảm nhận chung đó là vui, rất là vui, vui á, mừng tại vì cái thành quả của mình trồng. Cái này em hơi sai đề tài một chút mà em thấy quay đẹp quá, em liếc qua bên đây nay mai em làm chén muối ớt, em đứng đây em làm chẹp 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 cho quý vị coi, cái cây me trái nhiều quá, thích quá, nó đã luôn á. Me này me Thái rồi, trong me Thái à, để em thử trái coi nó chua ngọt em cũng chưa biết, nhưng mà thử thì hơi tiếc thôi, khoan hả, từ từ đi cho nó lớn một tí. Ủa mình nhăn cái lá đó anh biết nè. Đó, lá của hầu chua. Bên đây ngoài cây đu đủ của em, hai cây nó ra hoa ăn lượt, chờ có trái ăn lượt. Tầm còn 2 tháng nữa hả, tháng 9, tháng 10, tháng 11. Em nghĩ cuối tháng 10 còn 1 tháng nữa là trái nó bự rồi đó. Trái bự rồi. Rồi mấy cái đọt ở dưới đó nó cũng chui ra nhưng mà nó không phát triển, là tại vì cái cơ thể đủ phát triển được hai cái đọt lớn thôi, còn mấy cái đọt nhỏ đang nằm ở đó chịu trận đó. Đọt lớn có gì đó là đọt lọt nhỏ nó bung lên đó. Bởi đây nè, cái này là cái clip cập nhật nha anh em, để cho bà con chú bác mình nhìn thấy được hai cái đu đủ em làm đây nè, cái đũa em còn được. Không có chị bạn ghé đây mà nói chị thấy không có trái, chỉ lật đật chỉ rút ra. Rút ra rồi em mới dặn là chuyến này về đóng thêm 3 cây hai nhân lá me. Đã rút ra rồi thôi lỡ đừng ghim vô lại. Tại vì vẫn ghim được như thường không sao hết. Nhưng mà cái gì cũng vẫn nại tí xíu là nó ra thôi. Bây giờ nó được rồi đó. Ok, em đảo cái clip ngắn 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 gọn dễ hiểu. Ok, cảm ơn quý vị ủng hộ nha. Like share tiếp tục nha anh em. Xin chào tạm biệt. Bye bye.